Huyền Thư Charot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài chung có chủ đề Thông điệp cho người độc thân, vũ trụ đang mang ai đến với bạn. Trong trả bài này, chúng ta sẽ có câu hỏi chính là vũ trụ đang mang ai đến với bạn, và sẽ tùy vào cái kết quả của cái câu hỏi một này để tiếp tục có câu hỏi thứ hai hay không các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đến với phần chọn tụ bài. Phần chọn tụ bài mình luôn đặt ở phần mô tả, các bạn chạm vào tiêu đề kéo lên, sau đó các bạn sẽ thấy phần chọn tụ bài phía dưới. Hôm nay chúng ta có ba hình chú mèo Doraemon, một là màu xanh, chú mèo màu xanh, chú mèo màu màu vàng đội mũ màu đen, và chú mèo đội mũ màu đỏ. Các bạn chọn cho mình ba chú mèo đại diện cho ba tụ bài từ trái sang phải, 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài đầu tiên. Mình thấy ở tụ bài đầu tiên có năng lượng của một người mà hiện tại bây giờ giữa các bạn đang xảy ra một chuyện gì đó. Dùng cái từ gì đó ở đây nó biểu hiện này. Mình thấy hình ảnh của một người đàn ông đang miệt mài làm công việc. Nhìn bên ngoài thì tưởng là anh ấy rất bình yên, bởi vì anh ấy đang tập trung vào đúc những đồng xu, giống như anh ta tập trung vào công việc của mình. Nhưng không có chuyện gì, bởi vì người này là người rất giỏi giấu cảm xúc, người điềm tĩnh, người hay nuốt cảm xúc, hay nuốt những cái cảm xúc vào bên trong ấy, và chỉ nhìn sâu vào bên trong khi dùng tarot đối chiếu vào bên trong của anh ta thì mới thấy rằng người này trong lòng họ đang suy nghĩ về một chuyện tình cảm. Ê mà khắp mà The Moon ngay tại thời điểm này không biết là như thế nào. The Moon đại diện cho một cái năng lượng mà nếu chúng ta ngồi ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ thì ta sẽ thấy có một cái năng lượng nó mờ mờ ảo ảo, không biết là sương hay là nắng. Và cái chuyện tình cảm đó, anh ta không biết là nên rời đi hay là nên tiếp tục như thế nào đây. Khi mà mình thấy bảy kiếm và Queen of Swords, đây có nghĩa là có một sự nghi ngờ. Ở đây có thể sự nghi ngờ này, sự ghen này, thậm chí là sự theo kiểu là ở đây cái hình ảnh của bảy kiếm ấy, nghĩa là có một người đang chạy đi và một người đuổi theo, một người đuổi theo. Vậy thì nó giống như là một nó bởi vì là đà bài chung, chứ là mình chỉ nói chung chung là giống như có một cuộc rượt đuổi là một cuộc tấn công bằng ngôn ngữ, tấn công bằng thái độ là hai, hoặc ở đây có một người rời đi khỏi một người vì nghĩ rằng người kia đối xử với mình không công bằng. Cái nào sao có thể là họ nói một lời nào đó khiến cho người kia cảm thấy tổn thương và họ rời đi. Vậy thì bây giờ cái người tám xu này, cái người mang năng lượng tám xu tự hỏi một điều là có một người mà mình nghĩ là họ đang vì cái tôi, bởi vì sáu gậy ở đây biểu hiện là vì cái tôi cho rằng mình không được tôn trọng nên họ rời đi, bảy kiếm là sợ rồi sự rời đi, cái Knight of Swords là nghĩ rằng người ta không tôn trọng mình, người ta tấn công mình, người ta dùng lời nói để tấn công, để xúc phạm mình, và họ đang giữ cái năng lượng của cái sáu gậy, có nghĩa là họ cảm thấy họ họ giống như cái tôi ấy, cái sĩ diện, cái thể diện, cái mà người ta cho rằng nó là tự trọng của họ, họ cần được tôn trọng, và họ đang ở cái thế là sáu gậy, có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là nếu cái người rời đi vì bị người kia tấn công bằng lời nói hay bằng thái độ ấy, bây giờ họ đã có năng lượng của sáu gậy, có nghĩa là họ không cần gì cả, họ cho rằng họ cần giữ cái tự tôn của họ, cái tự trọng của họ. Thì cái người tám xu này nghĩ rằng băn khoăn rất nhiều là liệu rằng cái tình cảm này có còn có thể cứu vãn được hay không, băn khoăn suy nghĩ rất nhiều là liệu tình cảm này còn có thể quay trở lại được hay không, khi mà cái tổn thương gây ra, cái sự việc nó mang năng lượng của chín gậy, có nghĩa là mệt mỏi, nghi kỵ, đố kỵ, hoài nghi và cảm thấy giống như là bị tổn thương, bị xúc phạm ấy, thì không biết là mình nên như thế nào trong hoàn cảnh này. Thì mình thấy là nếu các bạn đúng rơi vào hoàn cảnh này, hoặc là đối phương của các bạn, thì đây là tụ bài của bạn. Còn nếu không phải là tụ bài của các bạn thì các bạn có thể chọn tụ bài khác nhé, hoặc là các bạn nghe một video khác. Bây giờ mình sẽ xem là với cái công việc này, với cái tình huống này, thì mình nghĩ nên đặt câu hỏi tiếp theo, đó là vũ trụ và những người đội ngũ tâm linh của các bạn ấy nói gì về cái tình huống này. Với câu hỏi là vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh của bạn nói gì về chuyện này, mình thấy năng lượng của The Devil các bạn cứ tưởng tượng như là nếu trong dân gian chúng ta sẽ gọi là một hạn ấy một cái hạn, nhưng thực ra đây nó là một dính mắc.
nó một cái rắc rối nào đấy yêu cầu chúng ta phải giải quyết, mà nếu chúng ta không giải quyết được thì có một cái sự việc gì đó nó tồn tại ở đây đã lâu lắm rồi và nó không giải quyết, nó không giải quyết được, nó tạo thành cái sự dính mắc, gọi là một cái năng lượng xấu, và vì thế nó cần phải đánh sập đi đấy. Và cái sự việc gì đó diễn ra chỉ để mục đích đó là cái vấn đề cũ nó đã cần được phải phải cắt bỏ rồi và chúng ta buộc phải cắt bỏ nó đi. Thì bây giờ mình thấy có hai nguồn năng lượng này. Ở đây có nguồn năng lượng của nữ là ở hàng trên năm lá bài trên, là ở Empress, Queen of Pentacles, 6 gậy và Queen of Wands đại diện cho năng lượng nữ, còn 9 gậy, 5 gậy Pentacles và ba kiếm là đại diện cho năng lượng nam. Thì mình thấy năng lượng nữ ở đây họ có một năng lượng rất tuyệt vời. Tại sao mình nói năng lượng tuyệt vời? Empress, năng lượng của một nữ hoàng, của một người dung dưỡng, một người mẹ đất ấy, sao kim. Empress là vượng địa ở cự giải song ngư, kim ngư, nghĩa là muốn nói về một cái năng lượng của một người phụ nữ rất là xinh đẹp, dịu dàng, tràn đầy tình yêu thương. Nàng yêu thương ai đó thì mang cả tấm lòng bao dung giống như mẹ đất để yêu thương người đó, chờ đợi người đó. Mình thấy cả năng lượng của Empress và Queen of Pentacles là năng lượng của sự chờ đợi nhé, chờ đợi với tất cả niềm tin yêu trân trọng và chung thủy. Nhưng người này họ là người mà họ rất hiểu giá trị của bản thân mình, thì giá trị được biểu hiện bằng 6 gậy và Queen of Wands, nghĩa là 6 gậy biểu hiện một người rất biết là mình là ai, mình ở đâu, giá trị của mình như thế nào. Bởi vì 6 gậy vẽ hình một người mà họ có rất nhiều người đi theo để ủng hộ, thì có nghĩa người này là người thành đạt, người này thành đạt xinh đẹp, họ có tất cả những cái năng lượng mà khiến người khác phải ngước nhìn khi mà nhìn thấy họ. Queen of Wands nói về cái năng lượng của cái sự tự tin tỏa sáng, một người tràn đầy năng lượng, họ có quyền tự hào về bản thân họ, về những gì mà họ đang có. Nhưng mà cái người nam này lại đối xử bằng năng lượng của 9 gậy, 5 gậy. Đó có nghĩa là cái người nam này thì có thể cái câu chuyện của hai người có khoảng cách của The Devil và 8 gậy. 8 gậy thì có thể là có một khoảng cách nào đó khiến cho hai người khó có thể 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 đến gần nhau. The Devil có một cái gì đó vướng mắc, dính mắc mà không thể nói ra. 8 gậy thì cần phải được 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 theo kiểu được khơi thông ấy. Ngoài ra nó còn có năng lượng của những người mà sống xa cách về mặt địa lý hoặc một khoảng cách khó nói nào đó không nói ra được. Và vì thế người nam này luôn ôm giữ cái nỗi sợ sự hoài nghi, nghĩa là tình yêu thì có nhưng lại ôm giữ nó ở bên trong. Và cư xử năm gậy thì thường thường giống như là cái tình yêu đấy nó cứ giống như giữa việc nói ra thể hiện tình yêu, nó cứ bị giữ ở bên trong và mâu thuẫn ở bên trong, có nghĩa là cứ đấu tranh cái việc là có nên nói ra, nói cái tình yêu với nàng không, nên thể hiện tình yêu với nàng không, nên vượt qua cái rào cản của The Devil để có năng lượng của 8 gậy để đến với nàng và nói rằng ta yêu nàng hay không. Nhưng người này không nói được bởi năng lượng của 9 gậy, năng lượng của sự ám ảnh, của nỗi sợ, của sự hoài nghi. Năng lượng của 5 gậy là đấu tranh là có nên hay không, năng lượng của Ace of Pentacles là cứ ngập ngừng và cuối cùng cái kết của nó, tất cả những lá bài mình vừa mới phân tích nó là nhân, và cái quả đó là nó khiến cho một ai đó cảm thấy bị tổn thương. Ba kiếm là bị tổn thương, bị đâm những cái nhát dao chí mạng vào trái tim của mình, và vì thế các bạn đã bị dính mắc bây giờ là năng lượng của The Devil. Vậy thì vũ trụ đang muốn nói cái điều đó, và theo cái mệnh bài này thì mình sẽ xem là vũ trụ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì. Có nghĩa là bạn nếu như đây là câu chuyện của bạn thì vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh của bạn muốn nói bạn khuyên bạn cái điều gì trong hoàn cảnh này nhé. Câu hỏi thứ ba là lời khuyên của vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh dành cho những người chọn tụ bài số 1. Mình thấy những người chọn tụ bài số 1, những người này có sự bế tắc về luân xa số 5, về cái việc mà nói lên tiếng nói của mình, nói gọi là nói thật ấy, nói lên cái tiếng nói từ sâu bên trong mình thấy có năng lượng này. Nghĩa là bản thân người này có một cái việc là đứng trước một cái vấn đề lớn nào đấy, một vấn đề cần mang tính quyết định, là suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ đắn đo cân nhắc rất là nhiều. Và cái việc mà anh ta cứ khi nào mà anh ta phải nhìn thấy được chín gậy, chín cốc và The World cơ, có nghĩa là chín cốc là sự bình yên, The World là sự trọn vẹn, cái anh ta phải chắc chắn cái điều đó thì anh ta mới nói ra. Còn nếu như nó vẫn đang còn ba cốc, có nghĩa là còn kim phân minh minh chi trung, nó chưa đi đến đâu cả, và pair one có nghĩa là giống như cái đoạn đường đi mà đang còn dính bởi tám tám kiếm, nó còn bị vướng bởi tám kiếm để có thể đến được với nhau trong hai cốc và giờ săn ấy, thì anh ta cứ im lặng. Và theo các bạn thì cái sự im lặng này nó có tốt không? Nó chỉ tốt cho anh ta thôi nhưng nó không tốt cho đối phương.
Bởi vì các bạn biết là cứ sống bên cạnh một người, im lặng mà họ không nói gì, tốt không nói, xấu không nói, thích hay không không nói, nó cứ khiến cho người ta cảm thấy cứ cứ bừng lên một câu hỏi là tại sao, tại sao, tại sao, nó khó chịu vô cùng. Nó giống như một ngày không mưa cũng không nắng, nó cứ âm âm u u, mệt mỏi, rất khó chịu. Và bởi vì mình có một cái thông điệp là vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh của bạn nói rằng cái tính cách này của bạn cần có tám gậy khơi thông, cần phải thay đổi nó đi, cho nên là cái sự việc gì đó đã diễn ra ở đây để nhằm một mục đích loại bỏ cái tính cách này của bạn. Có nghĩa là cái mối quan hệ này đến với một mục đích loại bỏ bản ngã của bạn. Cái bản ngã đó là bản ngã luôn luôn an toàn trong cái vỏ bọc của mình. Ví dụ như các bạn cứ tưởng tượng là ngồi trong hang, mà bây giờ nếu chắc chắn là hôm nay không phải trời nắng, nghĩa là chắc chắn phải 100% là phải nắng cơ thì mới ra ngoài. Thế là còn nếu như cảm thấy bây giờ đang nắng nhưng mà cảm thấy lỡ mai chiều nó mưa, cảm thấy chiều nó mưa thì nhất định vẫn không ra. Trong khi các bạn phải hiểu một điều rằng trước hết là nắng lúc nào ta hưởng cái nắng lúc đó, ta hưởng cái ánh nắng ấm áp lúc đó, và nếu có mưa thì ta phải phải ta tìm cách ta che mưa. Chứ bây giờ ta cứ trốn mưa thì cả đời không bao giờ ta ta gặp được một buổi yên bình, bởi vì chuyện mưa nắng là chuyện của trời. Ta phải dám đối diện với cuộc sống, phải dám chấp nhận những thất bại, và từ thất bại đó mà đi lên thì đó mới là con người. Còn bây giờ ta cứ núp ở trong hang để chờ phải tốt hoàn toàn, đẹp hoàn toàn thì ta mới đi, thì có lẽ là chả bao giờ ra khỏi hang được, bởi vì nắng mưa lúc nào chả có thể diễn ra, đúng không ạ? Cho nên cái bài học lớn nhất của những người chọn tụ bài số 1 hoặc đối phương của các bạn đó chính là phải loại bỏ cái bản ngã mà luôn luôn mưu cầu sự an toàn. Ở đây luôn luôn mưu cầu sự an toàn bằng chín cốc và giờ vua, luôn cảm thấy khi nào an toàn và khi nào tốt. Đời này làm gì có chuyện tốt hẳn và an toàn hẳn, đúng không ạ? Còn cuộc sống của chúng ta là vô thường, không có cái gì tồn tại mãi cả. Nếu mà có một cuộc sống hoàn hảo ở trên đời này thì làm gì đây đã gọi là thiên đường rồi các bạn. Đấy, các bạn đang nhầm trần gian hiểm ác với lại thiên đường rồi. Thiên đường làm gì có ở trên mặt đất này. Cho nên là các bạn mưu cầu cái điều đó thì các bạn không sống được ở ở trần gian đâu, không sống được ở trái đất này đâu. Cho nên là các bạn cái mối quan hệ này đến để đập bỏ cái bản ngã của bạn đi, để yêu cầu bạn phải thay đổi. Nếu như bạn thay đổi được thì bạn mới có hạnh phúc, còn không thì bạn cứ dính mãi trong cái bế tắc này. Mình thấy đây là một cái người mà họ gặp khá nhiều cái vòng lặp trong một mối quan hệ tình cảm, có nghĩa là cứ khi nào nó gần đến đích thì chỉ cần chỉ vì cái tám kiếm đó, chỉ vì cái ngập ngừng của giờ hay mịt và khi ngập sót đó, thì cuối cùng mối quan hệ cứ tưởng như đến đích, tưởng như tốt đẹp rồi lại tan vỡ. Và mình không biết là người trong cuộc bạn có nhận ra cái điều này không. Nếu bạn nhận ra điều này và bạn sửa đổi nó đi, thay đổi nó đi thì chuyện tình cảm nó sẽ khác. Thì chuyện tình cảm này thì mình không nói mối quan hệ này, bởi vì cái người kia mình thấy họ có một cái năng lượng của cái việc đó là họ cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, hoặc là họ mất đi niềm tin, họ mất đi hy vọng và họ không còn hy vọng gì, họ muốn rời khỏi mối quan hệ này rồi. Thì mình không biết là sau tất cả thì hai người có thể quay trở lại hay không, nó phải nằm ở một trải bài khác. Còn ở trải bài này thì mình chỉ cho bạn thấy rằng cái vấn đề, cái câu hỏi chúng ta đưa ra trong trải bài này đó là vũ trụ thông điệp cho người độc thân, và đúng bạn độc thân thật, và ai đang đến với bạn thì đây là một câu chuyện tình bạn cần đang phải học, và bạn phải học được cái bài học này thì cái người đến với bạn, vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh mới có thể cho bạn câu trả lời nhá. Thì đó là câu chuyện của những người chọn tụ bài số 1. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là trải bài chung, cho nên nếu bạn đang có một câu chuyện như thế này, bạn cần có một hướng giải quyết, đó là cái mối quan hệ này cuối cùng có giải quyết được hay không, có gỡ bỏ được cái nút thắt của tám kiếm này để trở lại với nhau không, và nó hoặc là nó sẽ phát triển thế nào, hoặc nếu chia tay thì các bạn có gặp được một người khác không, thì các bạn nên trả bài riêng. Còn ở đây thì với cái chủ đề đó chính là thông điệp cho người độc thân, ai đang vũ trụ đang mang ai đến với bạn thì mình chỉ có thể trả lời được như vậy thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình thì các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký, tạo tương tác, like, comment. Và nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì thông tin mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 2 với câu hỏi là vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh đang mang ai đến với bạn? Mình thấy ở đây là nhân vật một năng lượng nữ nổi lên các bạn nhé. Và các bạn nhớ năng lượng khác với giới tính. Mình thấy ở đây lên một câu chuyện, chỉ ra một câu chuyện, đó chính là có một người đang chờ đợi, đang hy vọng về một người, mà người này là năng lượng nữ. Mình cứ đọc nữ và nam để cho các bạn dễ phân biệt nhá. Và các bạn nhớ đổi chiều không, các bạn nam lại cứ phàn nàn là ở đây toàn năng lượng nữ, mình đọc một chiều cho dễ đọc, còn các bạn tự đổi chiều nếu đó là câu chuyện của bạn nhá. Thì mình thấy có năng lượng của star, năng lượng nữ, mình cứ coi là nữ đi, đang hy vọng, đang chờ đợi về một người đàn ông nào đấy. Người đàn ông này mang năng lượng của 5 xu,
Người đàn ông này đang ngồi ở bệnh viện, các bạn tưởng tượng ra cái cảnh một cái người đàn ông tuổi đã cao đã già mà đã đến bệnh viện, thì có nghĩa là giống như là ông ta có vấn đề về sức khỏe cần được chăm sóc, cần được chăm lo, nhưng lại chỉ có một mình. Thì có nghĩa là cái người nữ này, mình thấy cái năng lượng ở đây đó là luôn hướng về, luôn chờ đợi, luôn hy vọng về một người đàn ông luôn đóng vai nạn nhân. Nó luôn luôn đóng vai nạn nhân, có nghĩa là cái người đàn ông này luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, mình bị bỏ rơi, mình cô đơn, mình bơ vơ đó. Và có thể là ông ta cô đơn, có thể ông ta bơ vơ thật, hoặc trong cái năng lượng của người nữ, tình yêu thương nó quá lớn cho nên là luôn nghĩ rằng cái người đàn ông đó bơ vơ cô độc và mình cần phải yêu thương cái người đó, mình cần phải che chở, phải giúp đỡ cái người này. Và mình thấy nếu như hai người này trước đây đã từng là một gia đình, đã từng là vợ chồng hoặc một mối quan hệ, thì có một người cứ mải miết, mình dùng cái từ mải miết yêu thương một người, che chở một người, còn một người thì cứ ì ra giống như con sư tử ấy, nó đang nằm giống như nó vừa tỉnh dậy xong một giấc ngủ và nó đang nhìn, nó nằm, nó lười nhác, nó nằm như thế. Và cái người còn lại này, cái người nữ này thì ra sức để mà chiều chuộng nó, vỗ về nó, nựng nịu nó, bảo dậy đi dậy đi dậy đi, có nghĩa là nó biểu hiện trong một người phụ nữ mà yêu thương chăm sóc quá độ và tạo nên cái sự lười nhác cho đối phương của mình. Và có lẽ là bởi vì sống trong quá trong cái sự đầy đủ đó quá cho nên là nó sẽ xảy ra một cái chuyện gì đó khiến bây giờ tất cả sau tất cả mọi chuyện thì có một người đang ngồi ngồi trầm ngâm, có nghĩa là sau đó cái lá bài đét vẽ hình của một cái giống như là một đôi vợ chồng, thì người chồng đã chết đi rồi ấy, thì còn người vợ đang ngồi để mà cô đơn một mình. Thì cái đét ở đây nó giống như là sau tất cả thì có một người ngồi nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, nghĩ lại tất cả rằng sự việc nếu như nó không hạnh phúc, nó không vui vẻ là do mình đã yêu thương quá đà, yêu thương thái quá, yêu thương quá cái bổn phận của mình, giống như ba lá bài mình vừa mới phân tích. Và nghĩ rằng cái Emperor, cái năng lượng của Emperor, năng lượng của một cái người đàn ông mà anh ta ngoài cái quyền lực ra, ngoài quyền lực này, tiền bạc, ngoài sự nghiệp ra, thì anh ta chả để ý đến cái gì cả. Rồi Hangman là anh ta mặc kệ tất cả mọi thứ, có nghĩa là cái hình ảnh lá bài rồi Hangman vẽ hình là có hai ông cháu đang xem tivi, thì cô cháu đang mải mê để xem phim, còn ông cứ thờ ơ nhìn đến đâu đó, có nghĩa là mặc kệ tất cả mọi thứ, mình chỉ giữ cái ngai vàng của mình thôi, mình chỉ giữ quyền lực của mình thôi, giữ vị trí của mình thôi, còn tất cả mọi thứ ở xung quanh mình mặc kệ nó. Các bạn nhìn thấy năng lượng của The Chariot vẽ hình một cái người ca sĩ đang nhảy múa và xung quanh có rất nhiều người ủng hộ, thì nghĩa là ông ta ngoài cái tham vọng và sự nghiệp ra thì ông ta không nghĩ được cái gì cả, tất cả mặc kệ. Trên lá bài chính gốc vẽ hình của một cái người mà đang ngồi ăn, một người khác đang phục vụ, và ông ta ông ta chỉ nghĩ đến sự hưởng thụ thôi, hưởng thụ thôi, và ông ta nó cuộc sống nó thừa mứa bừa thừa thãi đến mức mà ông ta vô tình rơi thức ăn xuống cho con chó nó ăn ở dưới đất, ông ta vẫn không để ý. Thì có nghĩa là một cái người đấy họ chỉ chú tâm đến đời sống của họ thôi, họ chú tâm đến danh vọng của họ, đến sĩ diện của họ, đến cái sự đủ đầy của họ, còn người khác như thế nào họ không quan tâm. Còn một người mang năng lượng của tám kiếm thì mình nhớ tám gậy, mình nghĩ là người người nữ ấy, nghĩa là cứ hết sức để mà vun vén để xây đắp mối cái quan hệ này, nhưng không thể xây được khi một người cứ như thế, một người cứ giống như một đứa trẻ là giờ phu, nghĩa là cứ sống theo ý mình đấy, ăn rong chơi theo ý mình, còn người khác muốn làm thế nào mà kệ. Thì mình thấy đây là một câu chuyện như thế. Vậy thì có lẽ vì lý do này mà mối quan hệ đã chia tay, trên bạn mới trở thành độc thân, bởi vì đây là thông điệp cho người độc thân mà. Thì mình sẽ xem là sau khi bạn nhận ra cái điều này thì vũ trụ mang ai đến với bạn nhé, hoặc là chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo, nghĩa là mình cứ theo cái diễn biến của cái tình huống này nhé. Câu hỏi tiếp theo là diễn biến tiếp theo của cái sự việc mà chúng ta vừa mới nhìn thấy ấy. Các bạn ở đây đến đây thì mình thấy các bạn nên nghe tụ 1 nhé. Tụ 1 là năng lượng của nam và tụ 2 là năng lượng của nữ. Thì các bạn ghép lại hoặc các bạn đổi chiều, tụ 1 là năng lượng của nữ, tụ 2 năng lượng của nam. Mình chỉ thấy ở tụ 1 và tụ 2 là một câu chuyện. Một người thì thờ ơ, một người thì yêu thương quá nhiều, sau đó nó mới xảy ra việc tan vỡ và các bạn trở thành độc thân. Vậy thì tụ 1 là người nam mà sau khi trở thành độc thân, bị độc thân ấy, thì anh ta nghĩ như thế nào với tất cả mọi chuyện? Còn người nữ mà khi chủ động độc thân thì như thế nào? Thì tụ 2 là chủ động độc thân, còn tụ 1 là bị độc thân. Các bạn nhớ cho mình nhé, và các bạn nghe hai tụ bài này nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Còn bây giờ mình đọc tiếp này. The World, nghĩa là cái người nữ ấy, mình chỉ đọc một chiều thôi, các bạn tự đổi chiều, các bạn đừng phàn nàn là cái này chỉ đọc mình nữ nhá. Bây giờ suốt cả ngày mình cứ đảo đi đảo lại nam thế này nữ thế kia, nó rắc rối lắm bạn ạ. À, bây giờ nhá, thì hai The World này, số bài 21. Mình thấy cái người nữ ở tụ ở cái trả bài cái tụ trả bài lần 1 của tụ bài 2 này là
cô ấy đã nhận ra được lý do vì sao mà mối quan hệ này phải phải kết thúc rồi. Thì The Who ở đây là cô ấy đang tạo cho mình một cuộc sống rất là bình yên. Đấy, các bạn thấy hình ảnh của một người nữ sinh ra một đứa con thì nó đại diện là cô ấy cảm thấy có một nguồn sinh lực mới, giống cô ngộ ra được rằng cái khổ của mình, cái vất vả của mình, cái rắc rối của mình là do đâu, và bây giờ cô ấy tập trung vào bản thân cô ấy. Thì cái The Who chính là cô ấy tạo ra một con người mới, và con người mới đấy nó nói đến cái sự đủ đầy trọn vẹn bên trong của chính mình. Và khi cô ấy nhận ra điều đó thì cô ấy trở thành một Queen of Pentacle. Các bạn thấy trong cái bộ bài này, cái Queen of Pentacle vẽ hình một nữ vương đang ngồi, nàng đang làm xung quanh nàng có rất nhiều tiền bạc và những đứa trẻ con, nghĩa là cuộc sống rất là đủ đầy, nên nàng tạo cho mình một cuộc sống đủ đầy trọn vẹn từ bên trong nàng. Thì mình thấy khi mà nàng tạo một cuộc sống đủ đầy trọn vẹn thì có một ai đó cứ nấp nom để nhìn trộm nàng. Thì cái nấp nom để nhìn trộm nàng này thì có thể đó là cái người cũ, cái người mà đã để cho nàng phải cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ, hoặc là một người nào khác, một đối tượng nào đó. Thì phải xem là ai đang theo dõi, ai đang yêu thầm thì mới rõ được cái tụ bài này, cái hình ảnh này. Còn ở đây thì mình chỉ thấy có một người đang nấp nom, đang theo dõi. Nhưng nếu mà lá bài năm xu tiếp theo ở đây thì đó chính là cái người cũ. Nghĩa là khi mà cô gái này Queen of Pentacle này tạo cho mình được một cuộc sống đủ đầy trọn vẹn bình yên thì bắt đầu cái người năm xu, cái người đóng vai năm xu á, mà lúc nãy mình vừa phân tích, bắt đầu nấp nom, bắt đầu nhìn trộm, bắt đầu mơ ước được một ngày trở về nhà đó. Khi ở quan nghĩa là giống như mơ ước, nhìn khi ở quan thường nói về một cái người ngồi để hồi tưởng ấy, ngồi để tưởng tượng ra những cái viễn cảnh, và viễn cảnh có thể là tương lai, có thể là quá khứ. Thì ở đây mình thấy rằng ông ấy đang ngồi tưởng tượng ra một cái cảnh, đó chính là nếu như bắt đầu lại từ đầu, nếu chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Trên tay cái người phụ nữ của lá bài Ace of Wands, Ace of Pentacles là một chiếc chìa khóa ấy. Giống chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa, thì liệu rằng cái cánh cửa hạnh phúc ngày xưa có còn mở lại một lần nữa hay không, nàng ấy có thể tiếp nhận ta được một lần nữa hay không. Và ba gậy hình ảnh của ông ấy không biết nên như thế nào cả. Ba gậy ở đây có cái hình ảnh của một cái người đang đứng ở bên một cái tòa tháp với ba cái ngọn lửa cháy rừng rực, và ông có ba ngọn nhưng ông ta không biết cầm ngọn nào, nghĩa là cầm hai ngọn còn để một ngọn ở dưới, có nghĩa là nó giống như ông ta cũng không biết nên làm thế nào cả, mà đồng giống như là ông ta đứng ở một cái mảnh đất mà xung quanh là biển, xung quanh là biển, xung quanh là trời bao la. Ông ta thậm chí ông ta đang giơ những ngọn lửa lên để mà cầu cứu cho người khác thấy mình đang ở đây, có nghĩa là ông ta gặp một cái cản trở nào đó, không thể bước ra khỏi được cái tâm trí của chính mình. Và sóng kiếm nó biểu hiện cái điều đó, có nghĩa là cái người đàn ông đang lập trình và nó mắc một cái lỗi gì đó, và ông ta đang mải miết để ông ta tìm ra nguyên nhân. Nó biểu hiện trong một cái gì đấy cần được lập lại, cần được thiết lập lại, cần được thay đổi, cần được nghĩ khác đi. Thì cái sự việc tám gậy này, mới tám gậy vẽ hình hai người đàn bà đang ngồi xếp những cái gọi là những cái món đồ để nó tạo thành một cái động cơ, những cái để tạo thành một cái động cơ á, thì mới có được lại bốn gậy, nghĩa là lại cảm cảnh ấm áp và bình yên. Vậy thì các bạn hiểu vấn đề không ạ? Nghĩa là nếu mà hỏi là vũ trụ đang mang ai đến với bạn thì cái người đến đó chính là cái người cũ, là cái người đóng vai nạn nhân đó. Ông đang nấp nong, ông ta đang suy nghĩ làm thế nào để có thể quay trở lại cái đời sống như trước đây, làm thế nào để cầm lại cái chìa khóa kia để cô ấy mở lại một lần nữa, mở cái cánh cửa một lần nữa. Giống như câu là em là người mở cửa trái tim anh, em hãy mở ra đi và em sẽ thấy chỉ có mình em ở trong đó mà thôi. Có nghĩa là cái người đàn ông này đang rất muốn chứng minh cho người nữ biết rằng chỉ cần em chịu mở cánh cửa một lần nữa thì em sẽ thấy lần này chỉ có anh thôi, ở trong tim anh chỉ có em thôi, anh không có ai cả. Và ông ta đang tìm mọi cách. Thì mình nghĩ rằng cái ba gậy này, cái lá bài ba ba ở qua đấy, nó biểu hiện là ông ta đang cầu cứu, ông ta đang nghĩ cách thoát ra khỏi cái năng lượng hiện tại. Sau kiếm là ông ta đang lập trình, đang làm sao để thiết lập một cái mối quan hệ nó khác đi. Và ba tám gậy là đang miệt mài để tạo thành một cái động cơ, nó có thể chạy, nó khởi động, nó có thể tiến lên được để tiến đến cái năng lượng của bốn gậy là for one nhá. Nhưng mà mình nói với các bạn là các bạn suy nghĩ như thế, người này suy nghĩ như thế nhưng có làm được hay không thì nó là cái ý chí cá nhân của người này. Các bạn nhớ, các bạn nghe chỉ để biết được tâm tư của người này đang như thế nào. Và các bạn hiểu một điều cuối cùng thì cái sự việc rời đi của các bạn để cho ông ta tự do của các bạn thì ông ta đã nhận ra bài học này. Còn ông ta có đến được với bạn hay không, có biến cái ước mơ trở thành sự thực hay không, đó là một câu chuyện dài đó các bạn. Thì cái thông điệp hôm nay chỉ đến đây thôi nhá. Còn cái việc mà ông ta có đến được với bạn hay không, nó nằm ở một chủ đề khác, hoặc nếu như bạn có đây đây là câu chuyện riêng của các bạn
thì các bạn có thể trả bài riêng để biết xem là đây là suy nghĩ của ông ta và ông ta có thực hiện hay không, cái người đàn ông này có thực hiện hay không, hay chỉ nằm trong kế hoạch, trong suy nghĩ, bởi vì cái bản tính của người này không bao giờ quyết định được, nghĩa là cứ trầm ngâm như thế. Cái bản tính của người này là khi sống trong tình yêu thương thì không nhận ra được mình cần gì, nghĩa là không biết mình cần gì, mình muốn gì, mình nên làm gì. Khi bị mất đi thì mới nhận ra giá trị của đối phương, nhưng mà nhận ra được rồi thì có đủ sức để hành động hay không, nó lại là một câu chuyện dài đó các bạn ạ. Cho nên là các bạn nên có một câu trả lời chính xác cho mình để định hướng cho mình nhá. Cái sự chờ đợi nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Khi chúng ta nhận ra bài học rồi thì nên kết thúc, không nên tồn tại, không nên để mất thời gian bởi vì một cái gì nó không xứng đáng cả. Thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn giúp mình tạo tương tác, phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh giúp mình, chia sẻ kênh giúp mình, để lại comment và like. Nếu như các bạn có nhu cầu trả bài riêng thì các bạn liên hệ với mình, thông tin ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Với câu hỏi là thông điệp cho người độc thân, vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh của bạn đang mang ai đến cho bạn? Mình thấy ở đây cái lá bài đầu tiên là giờ phu. Các bạn vừa có một năng lượng hoàn toàn mới sau một chuyện tình khá là mệt mỏi nhá. Tại sao lại mình lại nói là các bạn vừa có một năng lượng mới sau một chuyện tình khá mệt mỏi? Mình thấy là cái chuyện tình cũ đó, các bạn ở đây đã chờ đợi một người. Pair One mang cái năng lượng của một người cứ chờ đợi, cứ chờ, cứ hy vọng. The Sun có nghĩa là có một ai đó sẽ trở về, sẽ cùng nàng ngắm ánh mặt trời, để ngắm bình minh, ngắm mặt trời. Và cái tình yêu đó nàng cứ ôm giữ ở trong lòng, mang năng lượng của Air Cup. Nhưng mà cuối cùng nó chả đi đến đâu cả. Nó mang năng lượng của The Devil, một sự vướng mắc, một sự dính mắc, đi không được ở không xong, bởi vì có một ai đấy giống như cứ thầm hứa một cái, giống như một cái lời không nói ra nhưng ngầm hiểu rằng cứ đợi anh đã, đợi anh về. Có nghĩa là đến khi nào mà cái tình yêu của anh, chỉ khi nào mà anh đủ đầy về mặt vật chất, anh thu xếp được tất cả mọi việc ấy. King of Pentacles là sự đủ đầy về mặt vật chất, còn sáu xu nghĩa là sự thu xếp, sắp xếp ấy. Khi nào mà anh sắp xếp được thì anh sẽ trở về, chúng ta sẽ có 10 xu. Có nghĩa là mặc dù ở đây có 10 xu, có King of Cups đấy, nhưng nó là một lời hứa là khi nào anh thu xếp xong xuôi việc của anh thì chúng ta mới 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 gặp nhau, mới đoàn tụ. Vậy thì các bạn hiểu rằng cái lời hứa này biết đến bao giờ, và nếu như không cẩn thận, không đủ niềm tin, không đủ cái sự cư xử tôn trọng nhau thì nó trở thành năng lượng của The Devil. Vậy thì khi các bạn nhận ra nó là năng lượng của The Devil và năng lượng độc hại, thì mình thấy các bạn có, tại thời điểm này các bạn đã có năng lượng của The Fool, nghĩa là các bạn đã bước ra khỏi cái mối quan hệ đó, các bạn đón nhận một cái nguồn năng lượng hoàn toàn mới đến với cuộc sống của các bạn rồi. Vậy thì mình xem là sau khi các bạn trở thành The Fool, các bạn có năng lượng của The Fool thì vũ trụ mang ai đến cho bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo đó là sau khi các bạn nhận ra các bạn là năng lượng của The Fool thì vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn mang ai đến cho các bạn. Mình thấy cái thời gian tiếp theo có thể là trong khoảng vài tuần hoặc là một tháng tiếp theo thì các bạn thu xếp công việc của mình thôi, thu xếp những cái tàn dư còn đọng lại của mình, chứ còn chưa có ai bước vào trong cuộc sống của bạn tại thời điểm này. Bởi vì giờ phu là cái năng lượng của một người mà vừa bước ra khỏi một cái năng lượng. Giờ phu là câu chuyện của một 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 cái cậu vị gọi là cậu giờ phu ấy, đang ở cái lứa tuổi vị thành niên, cậu ta muốn đi tìm cái sự trưởng thành và cậu ta từ giã cái vương quốc của mình để đi tìm cái sự trưởng thành. Và giờ phu ở cái giai đoạn là cậu ta vừa bước ra khỏi cái cửa thành và cậu ta đang đón nhận cuộc sống với một cái sự mới mẻ mà chưa biết phía trước sẽ như thế nào, nhưng cậu ta hoàn toàn tin tưởng và lạc quan về cái hành trình tốt đẹp ở phía trước. Thì đó, các bạn đang ở cái năng lượng của giờ phu là năng lượng là các bạn bước ra khỏi một mối quan hệ nào đó rồi và các bạn tràn đầy hy vọng về tương lai. Đây là một năng lượng mà Queen of Wands dù là nam hay nữ thì các bạn vẫn có cái năng lượng của tỏa sáng, các bạn rất tự tin vào bản thân, các bạn có tất cả những cái nội lực để có thể tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc bình yên, cho nên các bạn rất tự tin vào bản thân. Chính là vì tự tin vào bản thân trên việc đầu tiên là mình thấy bạn tập trung vào thu xếp cuộc sống của mình. Tám xu vẽ hình cái người đàn bà đang ngồi chăm chỉ khâu bên cửa sổ, và nàng khâu từng chút một, giống như nó những cái mảnh ghép ấy, ở những cái phụ kiện để tạo thành bốn gợi nhé, tạo thành cái cuộc sống bình an, một cái tình yêu đủ đầy và trọn vẹn. Nghĩa là nàng vẫn tin rằng nàng sẽ gặp được bốn gợi, được power one, được một tình yêu đủ đầy trọn vẹn, một hạnh phúc trọn vẹn, và nàng tin đó là phần thưởng mà vũ trụ dành cho nàng. Nhưng mà cái hành trình này nó không dễ dàng, nàng còn phải vượt qua khá nhiều những cái gọi là
là thử thách. Sáu kiếm có nghĩa là ở đây mình nghĩ cái nhân vật bốn gậy của nàng ấy, của người này, họ vẫn đang trong trong năng lượng của sáu gậy, nhưng họ đang phải loay hoay đi trong cái đêm đen, một cái đêm sương mù dày đặc ấy, họ đang phải phải mở đường để họ tiến về phía nàng. Thì ba cốc bảy cốc nó đều biểu hiện đó chính là họ đang trong cái giai đoạn của ba cốc, nghĩa là họ đang, các bạn cứ tưởng tượng cái trên cái đường đi thì sẽ có ngã ba ngã bảy, và họ đang phải phải định hướng đường đi. Bảy cốc nghĩa là có những lúc họ còn phải băn khoăn, bởi vì định hướng xong rồi thì vẫn còn phải băn khoăn, đó chính là mình đi như thế nào. Và sáu cốc có nghĩa là họ phải dùng chính cái tình yêu của nàng, nên đó chính là sáu cốc này nó biểu hiện cái sự chờ đợi. Vậy thì bây giờ ngoài cái việc là chăm chỉ tập trung vào bản thân, tập trung để xây dựng thành bốn cốt gậy giống như mình vừa phân tích ấy, thì cái nhiệm vụ của giờ phu này, của người mang năng lượng giờ phu trong cả bài này là phải chờ đợi, đó là phải tin tưởng và chờ đợi. Năm gậy có nghĩa là một lúc nào đấy những cái khó khăn, những cái cách trở thu xếp xong xuôi, nghĩa là chờ cho đến khi mà cái năm gậy có nghĩa là những khó khăn được thu xếp xong xuôi. Vậy thì đến đây mình xem là cái sau năm gậy này sẽ là cái gì nhá. Nghĩa là chúng ta đang ở cái năng lượng đó chính là có cái người nữ thì đang chờ bốn gậy của mình, luôn tin tưởng rằng mình sẽ có hạnh phúc bình yên ở phía sau. Và ở phía năm lá bài này thì tức là cái người mang năng lượng của bốn gậy, cái người một nửa hoàn hảo của người nữ này, thì họ đang cần phải giải quyết những vấn đề của họ ở chỗ sáu kiếm mà mình phân tích, ba cốc, một bảy cốc mà năm gậy mà họ mà mình vừa phân tích, thì bởi vì họ chưa giải quyết chưa xong. Cái người nữ này mang năng lượng của sáu cốc, nghĩa là có cái năng lượng của sự chờ đợi ấy, thì mình sẽ xem là sau năm gậy này sẽ là cái gì nhá. Câu hỏi tiếp theo là sau năm gậy sẽ là năng lượng gì? Một cái kết rất là ngọt ngào, cho nên hôm nay các bạn phải nghe đủ 3 tụ bài 1, 2, 3 thì nó mới đúng là một câu chuyện của các bạn. Tụ 1 là năng lượng nam, tụ 2 là năng lượng nữ, và tụ 3 là cái kết của hai người. Các bạn phải nghe đủ 3 tụ bài thì các bạn mới thấy một câu chuyện hoàn chỉnh. Mình thấy có năng lượng của P1, nghĩa là cái người nữ này vẫn là người người nữ này, người nữ vẫn chờ đợi. Năm cốc có khi nàng cảm thấy cô đơn, có những lúc nàng cảm thấy cô đơn, nhưng chỉ đến khi nào cái người nam kia, cái đối phương của bốn gậy ấy, của P1, họ có đủ cái năng lượng, cái tự tin của một khinh hợp hấp, nghĩa là khinh hợp hấp thường là một cái người mang một cái cảm xúc của sự trưởng thành, hiểu rõ rằng mình yêu ai, mình cần ai, mình cần gì và mình phải làm như thế nào để thể hiện tình yêu của mình. Thì lúc đó tình yêu của mình với năng lượng của strength, mình thấy các bạn năm mang năng lượng của strength là những người mà rất là, cái năng lượng của strength là một cô gái xinh đẹp, mà các bạn thấy đấy, cái cô ấy khéo, cô ấy dũng cảm, cô ấy tự tin, cô ấy kiên nhẫn, cô ấy nhân ái từ bi đến mức mà cái con một con sư tử nó thuộc cái diện đại đao cao thủ của giới sư tử mà nó vẫn nó tình nó mãn nguyện nó đi bên cạnh nàng, thì các bạn phải hiểu là cái năng lượng của người nữ này tuyệt vời đến như thế nào. Và cái ông khinh hợp khác này, ông ấy luôn cảm thấy mình cứ có một cái gì đó theo kiểu là không tự tin khi ở bên cái cô Trang này. Vậy thì khi nào mà người nam này họ vượt qua được cái năng lượng đấy, và họ dám mang cái cốc đến bên cạnh Sập Trang, thì mình thấy có năng lượng của tám gậy, có thể các bạn có sự di chuyển nhá, có sự quyết định và di chuyển đến cạnh nhau, chúng ta lại ước mơ trở thành sự thực, giống như là một cái sau cái đêm tối trời sẽ là một bầu trời đầy sao ấy, sau một đêm tối thì sẽ là một bầu trời đầy sao, thì cái năng lượng 10 kiếm này được giải phóng đi, thì cái người kia họ mới dám mang cái đồng xu nhỏ bé của họ. Cái người nam kia mình luôn cảm thấy họ nhỏ hơn, yếu hơn, thấp hơn so với lại cái cô Queen of Pentacle này. Vậy thì khi nào mà họ vượt bỏ được cái rào cản đó, họ luôn cảm thấy rằng họ dám, họ họ cần phải mang cái đồng xu đấy, dù nó nhỏ hơn hay là nó bé hơn, hoặc là nó không bằng, thì nó vẫn là tình yêu. Nghĩa là khi nào họ phá bỏ được cái rào cản của cái sự phân chia là tốt xấu, phù hợp hay không phù hợp, cân bằng hay không cân bằng ấy, khi nào họ bỏ được cái, họ gỡ được cái rào cản đấy, họ dám sống với tình yêu của họ, thì hai người sẽ gặp nhau nhá. Vậy thì tóm lại này, ở đây không phải là tụ bài số 3 nữa, mà nó là một câu chuyện của cả ba tụ bài, đó chính là
các bạn đang đang ở trong một cái năng lượng của cái sự xa cách, tạm dừng chia xa vì một cái sự đổ vỡ, vì một cái sự bất an, vì một cái sự đối xử không công bằng nào đó. Vậy thì vũ trụ và đội ngũ hướng dẫn tâm linh của bạn cho bạn thấy được lý do vì sao lại diễn ra như thế, diễn biến như thế nào, và các bạn cần làm gì để có cái kết ngọt ngào là giờ lớp này. Và các bạn nhớ rằng đây là trả bài chung, cho nên là mỗi người có một câu chuyện khác nhau, hành trình thì giống nhau nhưng kết quả thì khác nhau, bởi vì nó còn phụ thuộc vào bài học của mỗi người. Vậy thì các bạn biết làm thế nào, nhưng biết làm thế nào để cái bài học của bạn đi đến trọn vẹn nhất, có một cái đích trọn vẹn nhất, thì các bạn nên trả bài riêng nhá. Còn đây chỉ là trả bài chung mang năng lượng hướng dẫn thôi. Còn khi mà bạn có một câu chuyện cụ thể thì các bạn cần phải biết cái câu chuyện đó cần như thế nào để đạt được cái năng lượng trọn vẹn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn mới biết đến kênh của mình thì các bạn giúp mình phát triển kênh bằng đăng ký kênh, share video, giúp mình tạo tương tác bằng like và comment. Và nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì bạn liên hệ với mình ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.